mình xem với. À, chạy mất tiêu rồi. Sao? À, mình muốn xem nó. Wow, nó còn sóc kìa. Đâu, tránh ra cho mình xem. Cậu lỡ mất tiêu rồi. À, mình không thể thấy cảnh bên ngoài vì cái dây thắt này. Con biết kìa. Cái gì? Con sư tử, con linh dương có thân ra. Ôi, không, con đi ra kìa. À, giờ nó đi mất rồi. Ờ, à, không được. Hả, kia là gì vậy? Hả? Dù nó là gì mình cũng sẽ không để lỡ đâu. Hả? Woohoo! Ôi không Kevin, mau về chỗ dây thắt an toàn lại đi. Con chết, bị sạt lở đá rồi. Các em ở trong đó không sao chứ? À, dạ, tụi em không sao.